Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 5 năm 2021, đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo bầu cử huyện và các đồng chí trong ban chỉ đạo huyện đã trực tiếp đi kiểm tra tại một số khu vực bầu cử thuộc xã Đồng Lai và xã Tử Nê. Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương và kiểm tra trực tiếp tại từng tổ bầu cử cho thấy, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ngành, các tổ bầu cử đã triển khai thực hiện các bước đảm bảo đúng thời gian quy định. Hiện nay, địa phương đang tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cử tri về quyền, nghĩa vụ tham gia bầu cử và tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên và cơ cấu số lượng bầu cử. Đồng thời, tập trung hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cho các khu vực bầu cử và chuẩn bị các trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy, tại một số tổ bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên còn chưa đảm bảo tính thẩm mỹ và khoa học. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư huyện ủy và đoàn đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và các tổ bầu cử của hai xã Đồng Lai và Tử Nê. Từ nay đến ngày tổ chức cuộc bầu cử, thời gian còn rất ngắn, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các xã chỉ đạo các tổ bầu cử ra soát, chỉnh sửa danh sách cử tri, niêm yết danh sách các ứng cử viên, việc sắp xếp các bàn làm việc đón tiếp cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn hòm phiếu lưu động, đồng thời ra soát và nắm chắc công dân đang đi làm ăn xa, có phương án cụ thể phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, tốt đẹp. Đồng chí Bí thư huyện ủy giao Ủy ban Nhân dân huyện có phương án và hướng dẫn cách thức bầu cử đối với khu vực cách ly tập trung, cách ly y tế trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.